Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, trong giới trẻ ngày nay có hai khuynh hướng đối lập nhau. Một bên rất muốn tham gia nghĩa vụ quân sự vì đây là một môi trường tuyệt vời để chúng ta rèn luyện bản thân, còn là một vinh dự vẻ vang khi được góp phần công sức của mình vào quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng lại có một số ít những bạn trẻ lại tìm mọi cách để xin hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự. Và hôm nay cũng có một nhân vật đang tìm mọi cách để xin hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự. Nhân vật này là ai và cụ thể câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Má thấy không? Cái thằng này mà mỗi lần mà nó xuất hiện trong cái ngôi gia của mình đó là đủ thứ chuyện xảy ra. Nay mày định bứng cây làm gì? Mắc mới gì mà bữa nay mày đến nhà tao mày khóc như vậy? Trời ơi, khóc mà cũng tạo dáng rồi chặt gốc rồi này nọ. Thế mày mày báo làm gì? Trời ơi, khóc. Nhảy xuống đó luôn, nhảy xuống đó luôn. Thôi, quyên sinh luôn. Thôi, nhảy xuống cá nó sợ tội nghiệp. Con ơi. Vậy? Còn có dây báo rồi. Báo gì? Hấp nghĩa vụ quân sự. Yeah. Trời ơi, người ta được đi khám nghĩa vụ quân sự để được đi nghĩa vụ quân sự. Mà mày khóc, có giấy báo là khóc cái gì? Đúng rồi. Làm gì? Tại vì con nghe nói là vô quân sự nó rất là kỷ luật luôn. Là sáng là phải thức dậy đúng giờ rồi, ăn đúng giấc nè. Nó mình trễ là bị phạt, mà mình sai là bị la. Con không có thuộc về cái nơi đó đâu. Sao vậy không thuộc nơi đó? Trời ơi, phải chi? Phải như vậy, phải nghiêm túc, phải năng động, phải giỏi giang, phải đúng giờ. Thì con người mình mới trở nên trẻ, khỏe và mạnh mẽ. Anh thích em đi đi. Trời ơi nè, tao nói cho mày biết nha, nhiều gia đình muốn cho con em mình đi nghĩa vụ quân sự nha. Để chi? Vừa có tiền, đúng không? Sau đó có việc làm, đúng không? Thì chưa kể tìm việc á, người ta luôn ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ. Mày phải hạnh gì chứ? Ô thì ai cần việc làm thì mình ta mới theo hướng đó. Còn tôi đang có việc làm ổn định mà tự nhiên vậy, tôi không có chịu. Ổn định gì? Để làm gì không? Làm vậy để rèn luyện, để cho mày cứng cáp hơn đi. Cái gì đàn ông đúng cái rồi. Mày yếu xì. Con ơi con, nói nghe nè, cuộc sống của con á, nó bề bộn quá, nó không có nề nếp. Bây giờ mình vô, mình đi thi hành nghĩa vụ quân sự đi con, để cuộc sống của con nó nề nếp hơn. Tôi không có ai hiểu cho tôi gì hết trơn, ai cũng muốn tôi đi hết à. Tôi nghe đúng nghĩa vụ quân sự ai cũng mừng hết trơn. Đúng rồi. Mấy người đâu biết, tôi đi nghĩa vụ quân sự là tôi mất một số tiền rất lớn. Sao đi nghĩa vụ quân sự mất tiền? Người ta có tiền. Người ta đi có tiền, người ta làm gì mất tiền? Tôi đi nghĩa vụ quân sự. Ở sao? Rồi mấy dây tiền hụi của tôi ai thu? Trời ơi. Rồi tiền mặt bằng của tôi ai lấy? Trời ơi. Rồi tiền ngân hàng, tiền đứng, tiền ngồi của tôi ai trả? Ê, nói nghe. Em chỉ nhận được một cái giấy đi khám thôi, chứ chưa chắc là em trúng. Hiểu không? Đúng rồi. Mà làm gì em lo gì vậy? Con ơi, bây giờ vậy nè, mình cứ việc đi khám nghĩa vụ quân sự đi. Nếu á mà coi như mình được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sau đó mình về nhà mình sẽ sắp xếp công chuyện của mình. Đúng rồi, mày em yên tâm đi. Đâu gì đâu lo. Anh nhìn em đứng lên đi. Em đi ra bên kia. Em thử đứng nghiêm một cái coi. Nếu một cơ thể cường tráng như vậy là con nghĩ là nó động chắc. Nó động chắc. Dạ, nó sẽ đi nghĩa vụ quân sự thôi. Mày phải đi để cho cơ thể mày tốt hơn. Không, không, nó không có chịu đi mà. Nó không có chịu đi. Ê, nói nghe nè con ơi. Nó kỳ quá má. Mà má nghĩ lẽ ra phải cho nó đi nghĩa vụ quân sự sớm hơn. Đúng rồi. Để mà nó cứng cáp, nó lấy lại cái tính đàn ông của nó. Có nghĩa là nó phải đi sớm á, để cho những cái đàn ông của nó gom lại. Đúng rồi. Chứ cái gì đó, làm gì mày, cái gì vậy? Con không có chịu đi đâu mà. Khám đi khám thì vui lắm. Vui lắm. Đúng rồi. Tao nói thiệt. Nhưng mà con sẽ không bao giờ trúng tuyển đâu. Sao tụi, vậy? Tụi nó khẳng định luôn. Nó đầy đủ sức khỏe mà. Nó đầy đủ điều kiện quá mà ta. Làm gì cũng được. Với một người thông minh sáng dạ như con đây, rồi con đều đã có cách dễ giải quyết những khó khăn của cuộc đời mình. Chiều nay con sẽ đi nha khoa.
con sẽ nhổ một cái răng cửa và một cái răng của hàm trên và kèm thêm hai cái răng của hàm nhai nữa. Ủa chi vậy con? Cái răng con mà sao cái răng cỏ đâu dính dáng gì với cái vụ đi nghỉ quân sự vậy? Sao không liên vậy? Quan tới lúc mà con bị thiếu bốn cái răng đó ha, là con không đủ tiêu chuẩn để mà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nữa. Ủa là sao chưa hiểu? Bây giờ em hỏi anh nè, anh không có răng cửa, rồi răng đâu mà anh cắn chốt đùa đàn? Trời ơi má ơi. Rồi anh mà không có cái răng cỏ đàng hoàng, người ta răng hàm nhai đó ấy, ăn uống sẽ rất khó khăn. Không để đi nghĩa vụ quân sự mà người ta phải bút thêm cho em một người vô nhai cơm tán cho em ăn. Trời ơi. Đúng không? Bảo. Trời ơi. Bảo. Dạ. Đừng cười. Con hãy tỉnh táo lại đi. Tại sao? Con nghĩ con á mà gian manh như vậy á, là con không thể nào con lừa được các y bác sĩ mà người ta có nghề đâu. Trời ơi. Và sau đó con sẽ được đi nghĩa vụ quân sự. Đúng rồi. Nói nghe nè, trốn khám nghĩa vụ quân sự là bị phạt hành chính. Đúng. Mà còn trốn nghĩa vụ quân sự nữa là nặng lắm nữa nha. Đừng có giỡn. Được hả? Sao thiệt? Nhưng mà con là được xét vô cái diện là lao động chính của gia đình mà. Ủa nói nghe nè. Dạ, con không có nuôi ai trơn trọi á, cha mẹ con là mất sớm hết trơn rồi mà là lao động chính trong gia đình là sao? Thì bởi vì ba mẹ con chết hết rồi thì bây giờ con đi nghĩa vụ quân sự thì ai nhà thắp nhang? Thôi mày xả đi. Bạn thờ ngủ lạnh mất thì sao? Thôi xả đi. Trốn, không thích đi, nó không thích đi. Mày đặt bài này bài kia. Trốn đi. Tao biểu phạt. Tao phải thấy hãnh diện chứ. Mệt. Con ơi, đi nghĩa vụ quân sự, cái đó là nhiệm vụ của tất cả những thanh niên. Đúng. Đúng không? Cái đó mà con trốn là nhục nhã lắm đó con. Không ai chấp nhận được cái hành vi của một người con trai có trách nhiệm với đất nước mình như vậy đâu. Nhưng con đi là con không có được gặp mọi người nữa đó. Ôi, tất cả mọi người đâu có ai chấp nhận con. Đúng rồi. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ luật sư Trương Thị Hòa. Xin chào cô. Dạ, thưa, xin chào. Dạ, như cô cũng đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay và chủ đề của chúng ta là về nghĩa vụ quân sự. Dạ. Như lúc nãy cái lời dẫn của MC rất là trúng. Hiện nay rất là nhiều bạn trẻ là cảm thấy đó là một cái vinh dự khi bảo vệ tổ quốc. Hiến pháp năm 2013 đã quy định rất rõ. Nghĩa vụ quân sự là gì? Là trong đó chúng là bảo vệ tổ quốc chứ gì? Dạ. Bảo vệ tổ quốc thì là quyền và cũng là nghĩa vụ của người công dân. Thì chúng ta phải thấy cái điều đó là một cái điều rất là trúng. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số ít bạn trẻ cũng tìm cách là quản, rồi tìm cách miễn nhân dân thế nào đó. Vì đây là một vinh dự vẻ vang cho nên rất nhiều người muốn tham gia. Nhưng mà có phải là ai cũng được tham gia không ạ? Dạ thưa, không phải ai cũng được tham gia đâu. Dạ. Nó phải có những cái điều kiện rất là rõ ràng. Ví dụ điều kiện về tuổi là chúng ta biết cái tuổi nghĩa vụ quân sự là từ 18 đến 25 là nam đó ha. Dạ. Nếu là những người mà đào tạo cao đẳng và đại học và đã được nghĩa là coi như là quản cái nghĩa vụ quân sự thì cái tuổi đó sẽ là 27. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy đủ 18 tuổi mới được đi nha. Thiếu một ngày mà cái ngày giao quân là tuyển quân là ngày mình thiếu một tuổi thì cũng không có ai không cho mình đi đâu. Về chính trị thì phải là cái người chấp hành những cái chủ trương đường lối của đảng, rồi theo đúng những quy định của pháp luật nhân này kia. Điều kiện về chính trị. Cái thứ ba mà nhiều người rất quan tâm đó là điều kiện về sức khỏe. Dạ. Điều kiện về sức khỏe thì chúng ta biết là Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế có quy định những cái điều kiện nào để mà cái khám sức khỏe để đạt cái tiêu chuẩn. Còn một cái điều kiện thứ tư là điều kiện về văn hóa. Chúng ta biết là cái người tham gia lực lượng quân đội nhân dân thì cũng phải có một cái trình độ văn hóa, cho nên hiện nay quy định là phải từ lớp 8 trở lên. Dạ, và như cô chia sẻ là một trong những điều kiện tiên quyết là sức khỏe. Vậy thì đối với chúng ta trong câu chuyện vừa rồi vừa theo dõi á, thì anh Bảo đi nhổ răng thì trường hợp đó có được hoãn hoặc là miễn nghĩa vụ quân sự không ạ? Dạ thưa, thì thật ra như lúc nãy tôi thưa đó là Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế có làm một cái bản về cái tiêu chí về sức khỏe. Dạ. Ví dụ bị con mắt như thế nào, bao nhiêu độ, rồi cái răng thì sao, răng hàm, răng cửa, răng gì như thế nào, cái sức nhai rồi đó, vân vân này kia. Thì cho nên bây giờ nhiều người nghiên cứu cái sức nhai của răng lắm, đang đi nhổ răng. Thì chúng ta thấy là anh Bảo
anh nói là đi nhổ như vậy thì bốn cái răng, trước nhất phải có một cái răng cửa. À, nếu mà theo bộ tiêu chí thì trong đó là có sâu răng rồi có mất răng, như vậy nhổ răng là mất răng đó nha. Yeah. À, như vậy thì ở đây nó là nếu theo tôi đọc kỹ thì cái bộ tiêu chí mà nếu mất cái bốn cái răng mà như anh Bảo nói thì cái đó là sức khỏe loại 3. Mà hiện nay đó là khám sức khỏe đó thì tuyển chọn nghĩa vụ quân sự là loại 1, loại 2, loại 3. Cho nên ẩn mà có bốn cái răng vậy chắc cũng đi, cho nên đừng có mà như vậy. Và hơn nữa nhân đây tôi cũng muốn nói là hiện nay đó thì có cái xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực quốc phòng là lĩnh vực liên quan đến cái nghĩa vụ quân sự này. Có cái giấy là đi khám sức khỏe mà không khám, rồi yêu cầu đi đăng ký nghĩa vụ mà không đi, rồi có mặt để sơ tuyển mà cũng không đi, hay là tuyển quân rồi có cái giấy mà cũng không thì có phạt hành chính hết. Nhưng mà đặc biệt là bộ luật hình sự lại có xử phạt về tội là trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Mà trong cái trốn tránh nghĩa vụ quân sự này thì nó có cái hành vi cũng như xử phạt, thì nó lại có cái hành vi tức là tự ý làm gây thương tích cho mình. Yeah. Hay là gây tổn hại cho sức khỏe của mình. Ví dụ trường hợp đi nhổ răng hay đi làm gì đó đặng để mà không đủ sức khỏe để đi đó. Nhưng cái quan trọng nhất là như thế này, là anh Hoàng nói trúng lắm á, là tuyệt đối không nên, là tại vì nếu có cái giấy gọi nhập ngũ rồi mà nếu trốn, tức là ý là không có mặt tại địa điểm tại thời điểm đó thì sẽ bị xử phạt hành chính. Mà nếu xử phạt hành chính rồi mà sau đó thì cái là phải đi mà lại cũng không đi nữa thì đưa qua hình sự. Mà cái hình phạt cao nhất là tới 5 năm á. Và ngoài cái lý do về sức khỏe thì nếu mà gia đình quá khó khăn thì mình cũng không được đi đúng không ạ? Dạ thưa không, đâu không phải quá khó khăn. Nó phải thuộc diện gì. Ví dụ là con của liệt sĩ hay là con của thương binh hạng nhất, hoặc là mình là cái lao động duy nhất của trong gia đình mà gia đình đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cho nên nói cụ thể như cái trường hợp anh Bảo nói, nào không có người đi thu tiền thuê nhà, nào không có người đi đóng tiền ngân hàng, cái chuyện nó không dạ, có không có còn. Người lo bàn thờ ông bà cha mẹ dạ nha. Thưa không, cái chuyện đó không có, cái tiêu chí nó rất là rõ ràng. Dạ. Cho nên chính vì vậy là cái pháp luật rõ ràng. Và vừa rồi sửa cái luật nghĩa vụ quân sự làm rõ lắm các cái điều kiện, rồi những cái hướng dẫn rất là rõ ràng. Cho nên cái hội đồng người ta xét kỹ lắm. À, đây là cái vấn đề không phải muốn mà được đâu. Như vậy là trong luật của chúng ta đã có những điều khoản rất rõ ràng về việc xử phạt, cũng như là để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về câu chuyện đi nghĩa vụ quân sự. Thì cô Hòa có thể chia sẻ một chút những điều mà chúng ta có thể đạt được ngoài việc là chúng ta rất vinh dự khi được gia nhập vào đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Dạ thưa, thì phải thấy rằng người Việt Nam chúng ta, thí dụ như nói rằng mấy ngàn năm giữ nước, yeah. Thì phải thấy rằng người Việt Nam là đã hết sức là bảo vệ tổ quốc của mình, từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Chính vì vậy có những người là người ta tình nguyện đi, nhưng mặc dù người ta thuộc trong cái hoàn cảnh là có thể được quản, được miễn, nhưng mà người ta vẫn muốn đi, về gia tộc, gia đình người ta cũng muốn cho đi. Cho nên cái điều này là một cái điều hết sức thôi thúc động viên chúng ta. Và có một điều là đáng đề cập nữa là người Việt Nam của chúng ta rất là quý trọng những người đứng ra bảo vệ tổ quốc và luôn luôn là trân trọng những cái người đã cống hiến cho tổ quốc. Thì tôi cho rằng đây là một việc mà giới trẻ phải hiểu một cách sâu sắc để mà mình thực hiện cho đúng cái quyền và nghĩa vụ của mình. Dạ, xin cảm ơn luật sư Trương Thị Hòa đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh việc được rèn luyện về sức khỏe và tinh thần thì đó cũng là quyền và nghĩa vụ của chúng ta để bảo vệ đất nước. Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Minh Ngọc và luật sư Trương Thị Hòa xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi bà ơi, nó lớn nó từng đi đây đi đó, tất nhiên nó soạn đồ rồi. Thôi đâu bà lo nó như hổng nít vậy trời. Làm như con lần đầu đi du lịch vậy trời. Trời ơi, Phụng mà, Phụng không biết rằng dù nó lớn cỡ nào, nó vẫn là con của mình, nó vẫn là một đứa trẻ bé tí ti trong bàn tay của mẹ thôi.